xưởng điêu khắc than đá mỹ nghệ của gia đình anh Nguyễn Tuấn Quyết và chị Nguyễn Thanh Bình ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Gia đình anh chị đã có 3 đời làm nghề điêu khắc than đá, miệt mài giữ lửa nghề, thổi hồn vào những tác phẩm mỹ nghệ than đá, thứ vàng đen quý giá để làm nên những sản phẩm độc đáo, góp phần giữ gìn một nghề mang đặc trưng của vùng mỏ. Cái nghề điêu khắc mỹ nghệ than đá thì cũng đã có rất là nhiều năm rồi. Đến đời này là tôi đã làm được phải 70 năm và 3 đời. Thì riêng hai vợ chồng là đã làm được 35 năm, vợ thì làm được 21 năm rồi. Cái nghề điêu khắc than đá thì đòi hỏi là thứ nhất là phải có sự kiên trì tỉ mỉ. Một người đến học việc là phải có sự đam mê. Mà khi các bạn ấy tìm hiểu về than thì các bạn phải không sợ bẩn và phải có sự khéo léo. Thì than nó có những cái vỉa than thì nó rất là dễ gãy vỡ. Than thì cứng nhưng lại rất là giòn. Những người thợ đến với chúng tôi ấy, thì thực sự là bước đầu người ta phải bỏ ra 2-3 tháng để học việc. Nó khó khăn nhất là trong thời gian học việc để thao tác làm quen với các dụng cụ, các viên than và các tỷ lệ kích thước theo yêu cầu của tôi đề ra. Là bản thân khi người thợ người ta học qua cái đấy ít nhất phải mất tầm khoảng từ 2-3 tháng thì mới gọi là thực thụ biết và thao tác các sản phẩm đơn giản nhất. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy là trên xưởng chúng tôi đã có một số các sản phẩm tại sao chưa hoàn thiện, là đôi khi có những cái là do than xấu, đôi khi có những cái sản phẩm là do hỏng hóc, mà như các sản phẩm khác thì của các cái ngành nghề chế tác khác ấy, thì người ta có thể cố gắng hoàn thiện, như chúng tôi thì hoàn toàn bỏ đi, bởi vì cái sản phẩm trên than đá nó rất giòn, rất dễ vỡ. Cái tác phẩm này là một bộ gia đình có 4 con giáp, con rồng, con rắn và con dê, con chuột. Nhưng tác phẩm hiện tại bây giờ nó đang thực thi ở thời điểm 30-40%, tức là mới được 2 con vật thôi. Với một cái cục than như các bạn đã nhìn thấy này, nó rơi vào cứ tầm khoảng 1,5 tạ để hoàn thiện xong một tác phẩm như này, thì cộng cả đôn nữa, nó cao 1m68, thì là tổng thể nó rơi vào cỡ tầm khoảng 3 tạ than. Ước lượng cái sản phẩm này từ khi chúng tôi khởi động mà đến lúc hoàn thiện thành một tác phẩm để sử dụng được thì nó rơi vào cỡ tầm khoảng 2,5 tháng. Các cái tác phẩm như tôi đang làm đây thì nó là theo đơn đặt hàng, thì nó có một số cái khó khăn cho người thợ chúng tôi là phải tự nghĩ ra các cái mẫu ý tưởng của khách người ta đưa ra sản phẩm cho mình. Nhưng ngược lại có các cái sản phẩm dành riêng cho khách du lịch hay là các sản phẩm đơn lẻ thì nói chung là so với người thợ thì nó đơn giản hơn. Để mà làm được một sản phẩm, trước tiên là mình phải chọn than. Than này yêu cầu là phải có độ dai, độ mịn và độ bóng. Thì có Quảng Ninh có rất nhiều mỏ than, nhưng mà chỉ có 3 mỏ là làm được cái mỹ nghệ than đá thôi. Là mỏ Đèo Nai, Cao Sơn và Cọc Sáu. Là cái chất lượng than nó có độ bền hơn, già hơn. Và như trong làm nghề thì gọi là than bóng và than chì, thì để mới tạo được những sản phẩm đẹp cho mỹ nghệ. Nhiều khi là bên những hòn than mà đã chọn rồi, bên ngoài nó rất là đẹp nhưng bên trong nó có thể nhận lẫn quặng, lẫn sắt và nhận lẫn đá vào, làm về mình không làm được là mình cũng phải bỏ đi rất là nhiều. Nên có kinh nghiệm chọn rồi cũng rất là nhiều năm, nhưng nhiều khi cũng vẫn xảy ra những cái trường hợp là có những hòn than là về mình không làm được. Sau khi chọn được khối than đá như ý, công đoạn tiếp theo sẽ là cưa khối than theo tỷ lệ kích thước sản phẩm mình cần làm. Cái nghề này thì thật ra là nam giới làm thì sẽ tốt hơn là nữ. Thì có cái công đoạn mệt nhất là cưa than. Nếu mà phụ nữ mà làm là cưa than thì vì là bằng cưa tay là nó cũng hơi vất vả. Mọi người thì cũng hỏi rất là nhiều là tại sao không áp dụng máy móc. Nhưng rất là khó, là than nó có vỉa than, mình dùng cưa bằng máy không được. Mà cưa máy vào nó sẽ rất là vỡ, vỡ hết thì sẽ không làm được, nên bắt buộc mình phải cưa tay. Thứ hai nữa là khi mình làm các sản phẩm là mình phải nâng bê, thì có những hòn than nó nặng đến cả tạ luôn, thì là rất vất vả cho phụ nữ. Thế nên là nhiều phụ nữ làm thì gần như là không làm được các cái sản phẩm to, là nặng quá không cưa được. Nếu mà để hết cả một hòn than mà đục đẽo thì nó tiếc than, nó phí than. Ví dụ như tôi làm cái tác phẩm như thế này thì trước hết tôi cần cái tỷ lệ kích thước chiều cao, chiều rộng của cái sản phẩm đưa ra. Sau đó rồi mình xử lý công đoạn đầu tiên là đục phôi hết toàn bộ đi để lấy cái mình cần thiết. Sau đó cái công đoạn này khi chúng tôi đã làm hoàn thiện xong cái sản phẩm này rồi, để mà nói hoàn thiện tương đối rồi ấy, thì là chuyển giao qua người đánh bóng.
người đánh bóng xong thì chúng tôi lại hoàn thiện một lần nữa là tỉa và tỉ mỉ lại các cái chi tiết của các cái con vật ở trên sản phẩm. Đây là một sản phẩm điêu khắc hoàn toàn thủ công đã được ông của anh Nguyễn Tuấn Quyết làm cách đây hơn 60 năm, tới nay vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn. Nếu như trước kia, người thợ điêu khắc than làm hoàn toàn thủ công, thì nay đã có thêm máy móc hỗ trợ. Bây giờ có tỷ lệ được khoảng 5% là hỗ trợ bằng máy móc, là máy móc là không phải để cưa mà hỗ trợ là để đánh bóng cho sản phẩm đẹp lên, chứ còn tất cả là vẫn thủ công. Sau khi đã tạo hình được sản phẩm theo ý muốn, công đoạn tiếp theo sẽ là đánh giấy ráp để tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt của sản phẩm. Một sản phẩm mà khi đã được hoàn thiện thì công đoạn của cuối cùng là phải đánh bóng. Khi ta đánh bóng một sản phẩm để cho nó bóng đen lên để tạo được cái độ bóng của than thì mình có cần phải lưu ý là thứ nhất là mình phải cầm chắc cái sản phẩm mình cần đánh bóng, nó sẽ văng đi, nó dễ vỡ. Hai nữa là cái đánh bóng này ấy, mình có thể dùng thêm để cho nó nhanh và nó đẹp hơn là mình dùng dầu hỏa cùng với bột màu. Thì nhiều bạn cũng có hỏi là bột màu thì có cần phải làm màu đen hay màu nào không để nó mới bóng. Nhưng không, đây là làm nghề thì mình dùng bột màu để cho nó tiết kiệm. Thì màu xanh, màu đỏ hay bất cứ màu gì pha vào mình đánh lên nó vẫn ra màu đen của than. Còn những bạn mà sử dụng ít thôi cho nó sạch thì mình có thể dùng bằng cái cala ấy, mình đánh nó cũng sẽ vẫn bóng đen ra như này. Đây là vì là bóng đen bản chất của than nên mình dùng bất cứ cái chất xúc tác nào vào nó vẫn ra màu đen của than. Và sau những vất vả của người thợ, hòn than đã được thổi hồn, trở thành hòn than biết kể chuyện, thành những sản phẩm lưu niệm độc đáo, mang vẻ đẹp của vùng mỏ. Độc đáo, khác lạ và mang nhiều ý nghĩa là thế. Nhưng nghề điêu khắc than đá đang đứng trước những khó khăn không nhỏ. Trong cả nước, nó chỉ có đặc thù tỉnh Quảng Ninh chúng tôi là có than đá thôi. Mà chiếm ưu lĩnh đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh chúng tôi là một cái ngành nghề thủ công mỹ nghệ than đá. Nó đang trên đà đi xuống dốc như các bạn đã nhìn thấy. Trước đây thì nó rất nhiều thợ, có thể lên đến chục thợ, 20 thợ, nhưng bây giờ ngược lại chỉ còn dăm 3 thợ thôi, đếm như đầu ngón tay chắc thừa. Nên tôi nghĩ là cái ngành nghề nó đang trên đà đi xuống, bởi vì chúng tôi đây, bản thân chúng tôi đây, là đang không có những lớp trẻ để kế tiếp ngành nghề. Bởi vì là các bạn ấy thấy cái nhất là ngành nghề bẩn hơn, khó học hơn, và cái mức thu nhập của các bạn ấy nó cũng gọi là cũng chưa được ổn định khi các bạn mới vào nghề. Nên so với ngành nghề của chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy nó không vào học không phải là khó khăn, nhưng chính vì là cái tác động bên ngoài vào.
cái ngành nghề đó. Và chúng tôi cảm thấy nó đang đi xuống dần. Cái nghề mỹ nghệ than đá thì thật ra cũng rất là nhiều người không biết đến, kể cả là người của Quảng Ninh. Nhiều người chỉ biết đến than là để xuất khẩu và để đun thôi, chứ không biết có cái mỹ nghệ than đá. Thế là cũng rất là khó khăn là để giới thiệu quảng bá đến với mọi người để biết là có cái sản phẩm như vậy cũng rất là khó khăn. Và hai nữa là cái nguồn nguyên liệu là mình không mua được những cái khối than mà mình cần. Và hai nữa cái nghề này bây giờ mà muốn tồn tại là phải đào tạo được nhân lực để làm. Và đến hiện tại thời điểm này là gần như không có người kế cận, là không có để sẽ duy trì được cái nghề này. Đến thời điểm hiện tại là chỉ có một mình xưởng gia đình của nhà tôi là đang hoạt động để sản xuất để bán thôi. Để giữ gìn một nghề mang đặc trưng của vùng mỏ, không chỉ cần sự tâm huyết của người thợ mà còn cần nhiều sự chung tay của mọi người để vẻ đẹp của than thực sự được tỏa sáng.